Xin chào tất cả các bạn, An xin chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Các bạn thân mến, một số bạn trẻ thời nay hay nói rằng bỏ học môn lịch sử liệu có phải là không yêu nước? Vậy thì lòng yêu nước là gì? Để giải thích câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy cùng nhìn lại vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thế nào nhé. Thủ tướng Canada chạy bộ, ngồi trà đá cạnh kênh Nhiêu Lộc. Tổng thống Mỹ lên phố cổ làm tí bún chả. Thủ tướng Úc nhâm nhi ổ bánh mì vỉa hè. Kim Tiên Sinh mở kính xe bọc thép chào bà con Lạng Sơn. Điều chưa từng xảy ra khi Tiên Sinh đi các nước khác. Tổng thống Putin đi chơi Văn Miếu, test chống với diện áo dài khoe cá tính. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn một cách thoải mái. Và những hình ảnh các nguyên thủ quốc gia mặc tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Thật tự hào đất nước của chúng ta, dân tộc Việt Nam đã trải qua những chặng đường đầy gian lao thử thách, nhưng vẫn trường tồn. Chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử về thời nhà Lý, thì có thể biết lòng yêu nước của họ mạnh mẽ đến nhường nào. Lòng yêu nước của con cháu nhà Lý. Khởi đầu từ Lý Công Uẩn, một con người được sinh ra và lớn lên ở trong chùa. Chúng ta thật sự không biết Sư Vạn Hạnh đã dạy cái gì cho Lý Công Uẩn mà ông ấy lại có thể tài giỏi đến như vậy. Đến cả con cháu truyền đời sau vẫn còn giữ được rất nhiều học thuật phi thường. Ngoài giáo lý đạo Phật ra thì qua những câu chuyện về hậu nhân của ông thì ta nhận ra con cháu nhà Lý có lòng yêu nước cực kỳ sâu đậm. Từ đó ta biết được rằng Sư Vạn Hạnh là người có lòng yêu nước cực kỳ to lớn. Để biết được tấm lòng Sư Vạn Hạnh đến đâu thì mình kể cho các bạn nghe hai mẩu chuyện này nhé. Chuyện kể rằng khi Cầu Nguyên tấn công lần hai, vì phải bảo vệ hai vua Trần trốn khỏi sự truy kích của giặc, Hưng Đạo Vương đã chỉ đạo Trần Bình Trọng cầm một đội binh lính cảm tử ở lại chặn hậu. Mặc dù biết nhiệm vụ này là đi vào chỗ chết, nhưng Trần Bình Trọng và binh lính vẫn cố hết sức chống giặc để quân ta rút lui thành công. Họ chiến đấu cho đến khi chỉ còn một mình Trần Bình Trọng xông pha giữa vòng vây của địch. Ông bị bắt và chúng nó tra khảo ông rất nhiều, hòng tìm ra chỗ trốn của vua Trần, nhưng Bình Trọng không hé nửa lời. Thấy dùng vũ lực không xong, liền đưa vào cho Thoát Hoàn xử lý. Thoát Hoàn khi nhìn thấy Trần Bình Trọng đã phải thán phục. Thân tướng cực kỳ đĩnh đạc, gương mặt đẹp như thiên thần, hắn liền dụ Trần Bình Trọng quy hàng, hứa sẽ phong cho làm vua nước Nam. Trước đó hứa chức vua cho Trần Ích Tắc rồi, nhưng thấy Trần Bình Trọng xứng đáng hơn. Trần Bình Trọng khi đó không cần phải suy nghĩ, nhìn thẳng mặt Thoát Hoan mà nói: "Ta đã bị bắt thì chỉ có một con đường chết, ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." Biết không thể khuất phục được người anh hùng này, nên Thoát Hoan bèn sai đem ra giết. Lòng hắn vẫn cứ tiếc nuối không nguôi, thầm nghĩ rằng nếu dưới trướng có những vị tướng như vậy thì việc chinh phục thiên hạ dễ như trở bàn tay. Nhưng làm sao một đội quân xâm lược gây khổ đau cho những dân tộc khác xuất hiện những người như vậy? Vì họ chỉ xuất hiện khi dân tộc họ chìm trong đau khổ và mong ước bảo vệ dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ, thì những anh hùng như vậy sẽ xuất hiện. Và chuyện này có lẽ ít người biết, Trần Bình Trọng vốn là con trai của Lý Chiêu Hoàng. Cùng thời với Trần Bình Trọng, bên Cao Ly có một tôn thất nhà Lý khác là Lý Long Tường, người đã lãnh đạo binh lính Cao Ly hai lần đánh bại quân Nguyên trên đất bạn. Được vua Cao Ly phong đến chức đại tướng, ban cho một con ngựa trắng và gọi là Bạch Mã tướng quân vùng Hoa Sơn. Tại đỉnh núi Hoa Sơn, Lý Long Tường có xây một cái đài và gọi là Đài Vọng Quốc. Hàng ngày cứ mỗi khi chiều đến, Lý Long Tường ngồi trên một hòn đá lớn nhất ở Đài Vọng Quốc mà nhìn về phương Nam khóc, tự nhủ trong lòng là không biết khi nào mới trở về được cố hương đây. Thật sự chúng ta không hiểu được tại sao hai con người phi thường ấy lại có thể yêu mến đất nước này nhiều đến như vậy. Một người được hứa sẽ làm vương phương Bắc nhưng thà chết chứ không phản bội dân tộc. Một người được vua Cao Ly yêu thương hết mực, sống trong nhung lụa, nhưng hàng ngày nước mắt vẫn không ngừng rơi và không nguôi được nỗi nhớ quê hương ra diết. Qua đó chúng ta biết được rằng tấm lòng yêu nước của Sư Vạn Hạnh là không thể đong đếm được. Đến nỗi con cháu truyền đời xa của đệ tử người mà còn yêu nước đến như vậy thì quy ngược ra sẽ như thế nào? Và để biết được tại sao họ lại yêu nước đến như vậy và ở đất nước này có điều gì đó mà khiến họ yêu mến khủng khiếp thế, thì sao chúng ta không tập yêu nước như những con người vĩ đại ấy xem sao? Biết đâu chúng ta sẽ nhận ra điều gì đó còn hơn cả làm vua, hơn cả vàng bạc châu báu, thứ mà bao kẻ sẵn sàng vì chúng mà phản bội dân tộc này và để lại tiếng xấu muôn đời. Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng được truyền lại từ ngàn đời, một đức tính tối cần thiết với mọi công dân. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.